Đồ Quốc Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là sáng ngày mùng 10 tháng 9 năm 2018, tức là ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch. Thì sáng nay có một khách hàng, chính xác là tối muộn hôm qua thì khách hàng quen của chúng tôi, anh đang đặt bộ bàn ghế chín cúc nghê rất là đẹp, và anh là ở Văn Quán. Thì anh có xem là thấy chúng tôi đang chuẩn bị chuyển một chiếc kệ tivi đi Phúc Thọ, thì anh có muốn là lấy chiếc đó. Tuy nhiên là chiếc đó thì bác anh ở huyện Phúc Thọ đã đăng ký rồi, cho nên là sáng nay thì chiếc kệ đó đã đi rồi. Và xin thưa quý vị là đợt này chúng tôi làm ra 5 chiếc kệ tivi đây. Quý vị nhìn đây là 3 chiếc đây, kệ loại giấy đặc biệt, hồi 3 phân mà mặt 2 phân. Thì ngay lập tức thì đã có thầy giáo Huy ở Quốc Oai đăng ký một chiếc, bác anh ở Phúc Thọ đăng ký một chiếc. Và hôm 13 tháng 8 thì một bác ở Duy Tiên, 13 tháng 8 năm 18 thì một bác Duy Tiên đã ký một chiếc nữa, là 3 chiếc. Thực ra là nó tương đối giống nhau. Đó. Và bây giờ là còn lại 2 chiếc thì tôi đang quay để cho bác ở Văn Quán chọn. Thì chiếc thứ nhất mang tôi để số 1 đây. Và vừa nãy thì chụp ảnh tôi có để một ngón tay. Và chiếc số 2 kia thì là để hai ngón tay vào cho bác chọn. Thực ra thì nói là chọn cho vui vì nó có 2 chiếc thì chúng ta có quyền chọn, nhưng thực ra nó rất giống nhau. Vì đây chúng tôi làm cùng một cây gỗ. Đây như là cái của bên bác Duy Tiên đây, cũng gọi là cái số 3 này, thì trông nó vẫn như thế. Tất cả thì đều là có vân, nhưng mà vân thì cũng có chỗ thì vân đậm, có chỗ thì vân nó vừa phải. Nhưng mà cái này mà bác Văn Quán định để với bộ gõ đỏ thì nó rất là phù hợp hơn. Và đặc biệt là ở cái số 1 và cái số 2 thì ở chỗ đầu hồi này đều là rất đẹp đây. Nó rất là dày và nặng, rồi tôi lôi một tí ra đây. Đây. Đây để bác Văn Quán xem này. Vân rất đậm luôn. Hình như là cái mặt này nó đang có cái, để lau cho cái mặt ấy chút. Đây, nó rõ hơn. Cái đầu hồi vân rất đẹp luôn. Và cả cái mặt tiền đây. Nhìn từ từ, đây là nó vẫn đang là mộc ạ. Lúc đánh lên thì nó sẽ nổi hơn, sẽ đẹp hơn. Còn độ dày thì tất cả những cái này đều giống nhau. Tức là cái hồi nó đều dày lồi ra thế này. Đấy. Nó dày 3 phân cho nên nó lồi ra, mà không ai làm như tôi. Tức là bây giờ trên thị trường là hồi và mặt nó đều chỉ 1 phân thôi. Thế nhưng mà riêng ở đây là làm theo cái dòng hàng đặc biệt, là bên hồi là 3 phân và bên trên mặt là 2 phân. Và đây là gỗ mun Angola, hàng cực kỳ dày dặn mà nặng. À, đây là 6 chiếc ngăn kéo, nhưng mà nó... Ui... Đang... Lúc đầu tôi làm nó chặt. Đây. Quý vị nhìn thấy có ai làm ngăn kéo mà dày dặn thế này không? Mà trong lòng của nó cũng vẫn là gỗ đây luôn. Đấy. Cực kỳ dày luôn. Ngăn kéo sau này sẽ lắp cái tay co bằng đồng để mình co ra. Cái này chiều dài của nó là 2m17, sâu là 47, và chiều cao bên cạnh là 70, ở giữa là 62. Có 6 ngăn kéo. Đằng sau lưng là nó trống, cho nên là nếu như cái thiết bị nghe nhìn của mình mà dày thì mình chắc đi luôn đằng sau lại như thế này. Vậy này là 5 cái thì đã, mọi người đã đăng ký 3 cái rồi, chỉ còn duy nhất 2 chiếc này. Bởi vì mỗi một đợt chúng tôi làm có thể khoảng độ 5 cái, nhưng mà có thể là lâu lâu mới có một đợt, không phải lúc nào cũng có sẵn hàng ngay. Vậy còn 2 cái thì bác ở Văn Quán cũng như là các bác có nhanh tay đăng ký thì được cái này luôn. Bởi vì là cái này chúng tôi để tại trên tầng 5 đây, nó sát trên tầng thượng rồi, nó rất là nắng nóng. Và chính vì thế đều đồ để trên tầng 5 này là rất tuyệt vời. Đấy, đứng bên này nhìn ra phía cánh đồng xa xa đây, và nhìn xuống dưới đường quý vị nhìn thấy đây. Đây là từ trên tầng 5. Bên kia khu B và khu C của chúng tôi là một cái nhà 4 tầng, cái nhà 3 tầng, cái chữ Đức Hiền là tít đằng xa đấy, quý vị nhìn thấy. Và cánh đồng tít tắp đằng xa kìa. Đây, từ đây nhìn xuống đường này. Đây, đây là có sẵn cái bảng tầng 5 này. Quý vị xem. Còn bây giờ là quay sang cái số 2. Cái số 2 thì cũng vẫn tương tự như cái số 1 đến số 2 này. Vân nó cũng đẹp như vậy. Và ở bên hồi nó cũng dày hụ ra thế. Và các cái ván hồi này nó vẫn giống nhau đấy, quý vị nhìn thấy cái số 1 ở bên tay phải thôi. Đây, cái thứ 2 tôi đang chiếu vào đây.
Và bên đầu hồ bên kia thì vân cũng vẫn đẹp như vậy, vẫn dày như vậy. Đây. Nhưng mà chỗ này nó hơi thiếu ánh sáng. Xin quý vị liên lạc với Đồ Gỗ Đức Hiền theo hai số điện thoại trên màn hình. Và xin bác ở văn quán là khi xem thì có quyết định lấy thì quyết định luôn. Và quyết định lấy số 1 hay số 2 thì bác thông báo luôn để chúng tôi còn chấm. Bởi vì ở Đồ Gỗ Đức Hiền thì đông khách hàng, cho nên là nhiều khi là các bác có khi bận. Ví dụ hôm rồi bác ở trong Cần Thơ định lấy bộ bàn ghế gỗ gõ đỏ chọn vân, nhưng mà chưa kịp lấy thì bác Anh ở Phúc Thọ bác đã lấy rồi. Sau cái trách chúng tôi là không giữ hàng, nhưng mà thực ra là các bác đã định ưng cái gì là chấm luôn. Có khi một lúc sau đã có khách gọi điện và chuyển tiền đặt cho tôi luôn rồi. Ngay những cái kệ hôm qua mới quay cho bác Anh ở Phúc Thọ xem xong thì đến một lúc sau là bác đã chuyển tiền rồi. Cho nên là bác ở văn quán muốn lấy chiếc đó quá nhưng không kịp nữa. Tạm biệt quý vị.